Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay biển Bình Định bắt đầu là đi thi công đầu năm nha mọi người. Đó, thì hôm nay là năm 2022 này, thì hôm nay là tháng Giêng cũng là tháng 2 du lịch nha. Hôm nay là ngày chính nè, biển Bình Định bắt đầu khởi công đi sửa chữa cải tạo lại một cái quán nhậu nha. Đó. Thì hiện tại là mình đang đi sửa chữa cơ nới một cái quán nhậu ở bên đường Gò Dầu, quận Tân Phú. Đó, đây là những cái dòng sản phẩm ton và sắt mà kẽm nha anh em. Đó, thì mình sẽ cơ nới một quán nhậu như thế này. Đó, thì biển Bình Định đang thi công xong cái sàn mái rồi. Đó, sang xong một cái khung sườn rồi nha anh em. Đó, thì mình sẽ tháo cái khung này. Thì bây giờ mình đang lọc tôn nha anh em, sắp hoàn thiện mấy tôn nè. Nắng quá, ngày đầu tiên đi khởi nghiệp nắng quá anh em ơi. Đó, lọc tôn nè, sửa chữa nâng cấp quán nhậu nha. Mình đang hàng tới cái khúc máy có tết nha mọi người. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho được. Đây là khung sắt đỡ lọc tôn nha. Đó, nâng cấp theo đi nha, thì sắt lâu quá nó bị chết nha. Đây là cơ nới sửa chữa lại quán nhậu, giá rất là ưu đãi, rất là mềm. Mình đang tháo máy lỗ đỡ lên kèo, mượn điểm đứng luôn.